Ngày hôm nay, Tâm Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một tính năng vô cùng hữu ích của máy Photocopy Ricoh, đó là tính năng chèn bìa tự động. Nó sẽ giúp loại bỏ việc chèn bìa thủ công. Mời các bạn cùng đón xem video. Đầu tiên, chúng ta sẽ bỏ giấy vào khay. Sau đó chúng ta sẽ để giấy bìa vào khay tay. Tại sao tôi lại để giấy bìa vào khay tay? Bởi vì đôi khi chúng ta có những tờ bìa rất là dày và khay tay sẽ giúp bìa tốt hơn. Chúng ta cùng cài đặt như sau. Đầu tiên chúng ta chọn User Tool Cutter. Sau đó chọn System Setting. Chúng ta chọn Chai Paper Setting. Và chúng ta ấn Next. Hay là chọn khay bìa trước, chúng ta chọn Fun Cover Set Chai. Chúng ta chọn Bypass Chai. Ấn OK. Sau đó chúng ta chọn khay cho bìa sau. Chúng ta chọn Back Cover Set Chai. Chúng ta cũng chọn tương tự Bypass Chai. Ấn OK. Chúng ta chọn Acid để vác ra ngoài màn hình chính. Rồi, đây ạ, đây là màn hình chính. Sau đó là chúng ta chọn Cover Slip Sheet. Hiện ra hai mục Fun Cover và Back Cover. Fun Cover, khi chúng ta chọn Copy là tờ đầu tiên của tài liệu sẽ là bìa, và Blank sẽ là bìa trắng. Ở đây tôi chọn Copy. Back Cover là chọn bìa sau. Copy sẽ là tài liệu cuối cùng, sẽ là bìa sau. Và Blank sẽ là bìa trắng. Đây tôi chọn Blank. Chọn OK. Sau đây tôi tiến hành chọn chức năng copy. Tôi chọn số lượng bộ. Tôi chọn 2 bộ. Tiếp đó tôi đặt tài liệu vào. Ấn Start. Tôi được số lượng là 2 bộ. Chúc các bạn thành công. Với tính năng này, mình hy vọng sẽ giúp các bạn giải quyết phần nào công việc một cách hiệu quả. Like và chia sẻ nếu thấy hay. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.